Trong những câu chuyện khác nhau, nhân vật chính thường được mô tả với những đặc điểm, ví dụ như là một người tốt bụng, có sức mạnh đặc biệt, hoặc là có khả năng lãnh đạo tài tình. Thế nhưng trái ngược với nhân vật chính, thì hầu hết những kẻ phản diện lại thường được mô tả với những đặc điểm như là độc ác, tham vọng, tàn nhẫn, hoặc có lòng ganh ghét, đố kỵ đối với nhân vật chính. Nhắc đến phản diện, thì trong loạt phim Transformers cũng có một nhân vật phản diện đang hội tụ đầy đủ những yếu tố vừa kể ở trên. Hắn ta được nhà văn Bob Budiansky của Marvel Comics mô tả là một lãnh chúa tàn nhẫn, không có sự nhân từ và là kẻ luôn khao khát đưa hành tinh Cybertron lên đỉnh của chuỗi thức ăn bằng việc đi chinh phạt và cướp bóc tài nguyên của những hành tinh khác. Đi kèm với sự máu lạnh đó thì hắn ta còn đang là lãnh đạo của phe robot xấu xa Decepticon, là phe đối lập với phe Autobot được dẫn dắt bởi kẻ thù chuyên kiếp Optimus Prime. Và không để mất thời gian của anh em thêm nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tên độc tài này thông qua một video có tựa đề Megatron, vị thủ lĩnh tàn bạo của Decepticon. Lần đầu được xuất hiện của Megatron là trong series Transformers G1. Megatron được lồng tiếng bởi nam diễn viên người Mỹ tên là Frank Welker, là người mà sau này đã lồng tiếng cho một loạt nhân vật nổi tiếng, ví dụ như anh chàng Fred của series Chú chó thông minh Scooby-Doo, hay quen thuộc hơn với các fan Transformers thì Frank còn lồng tiếng cho Soundwave và Megatron ở các phần phim live action của đạo diễn Michael Bay sau này. Quay trở lại với phần phim hoạt hình gốc thì ở đó kể về một Megatron thâm độc. Hắn ta là kẻ đã khởi động cuộc nội chiến giữa hai phe Autobot và Decepticon vào khoảng thời điểm hơn 9 triệu năm trước trên hành tinh Cybertron. Trong những ngày đầu công khai đứng dậy để mở đầu cuộc nội chiến, thì Megatron đã lừa và tiêu diệt một cậu công nhân trẻ tuổi tên là Orion Buck để lấy đi hết những khối năng lượng nằm trong kho mà anh ấy đang cất giữ. Tưởng rằng nước đi đó là đúng, thế nhưng mà nó lại là sai vãi ò, vì sau đó, không những không chết, thì Orion đã được tái tạo lại để trở thành thủ lĩnh Optimus Prime, là đại diện Autobot đầu tiên sau này của thế hệ Autobot mới, dám đứng dậy để chống lại các Decepticon do Megatron cầm đầu. Megatron được xuất hiện xuyên suốt hai mùa đầu của series với vai trò là phản diện chính, và hắn ta còn đang dẫn dắt các Decepticon đi chấn lột tài nguyên của trái đất để đem về làm năng lượng cho hành tinh Cybertron. Thế nhưng trong series này, ngoài việc phe Autobot luôn thành công ngăn chặn được lại các kế hoạch cướp bóc của Megatron, thì ta còn hay được chứng kiến những lần lật đổ Megatron bất thành của thằng danh con Starscream để lên làm lãnh đạo mới của các Decepticon. Qua đến phần phim điện ảnh Transformers The Movie ra mắt năm 1986, sau khi chiếm được thế thượng phong thì Megatron đã ngay lập tức thất bại dưới tay của Optimus, dẫn đến việc ông ta đã bị trọng thương nghiêm trọng và phải cùng các Decepticon rút lui khỏi trái đất. Thế nhưng sau khi lên tàu để trở về hành tinh Cybertron thì Megatron đã không còn sức để chống trả lại nữa. Vậy nên, ông ta đã bị Starscream chơi bài ngửa, sau đó hắn ta ném ông ta ra khỏi con tàu, rồi để mặc cho ông ta cho tới chết. Tưởng rằng thần chết đã tới, thế nhưng thần hủy diệt Unicron lại tới trước thần chết một bước, và thế là Unicron đã biến đổi Megatron trở thành một tên điên loạn và luôn ngáo quyền lực, đó là Galvatron, là nhân vật mà mình đã có một video cách đây không lâu, mọi người có thể xem lại video về hắn bằng đường link đang được hiển thị ở bên góc phải màn hình nha. Trái ngược với phần phim gốc, thì Megatron ở truyện tranh của Marvel thời kỳ đầu lại không bị biến đổi thành Galvatron, mà thay vào đó, sau khi tiêu diệt vị thủ lĩnh của các Autobot trong trận chiến cuối cùng, thì Megatron đã bị sinh hoang tưởng về Optimus vì ông ấy luôn tin rằng Optimus vẫn đang còn sống và còn đang đứng đằng sau để chỉ đạo các Autobot để chống lại mình. Thế nhưng mà cái ảo tưởng tâm thần đó của Megatron đã góp phần tự tay đưa ông ta đến với cái chết, vì trong một lần lên cơn ngáo đá mà không kiểm soát được, thì Megatron đã tự tay bắn phá cây cầu không gian của chính mình, rồi sau đó cây cầu phát nổ, dẫn đến việc ông ta biến mất vào hư không cùng với nó. Còn ở trong cốt truyện gốc về phiên bản Transformers G1 Nhật Bản thì lại khác, vì sau khi bị chôn vùi dưới những lớp băng thì Galvatron đã được một thực thể tên là Dark Nova hồi sinh để trở lại thành Super Megatron nhằm mục đích đối đầu với Optimus, lúc đó cũng mới được hồi sinh bởi một cung hoàng đạo bí ẩn.
vào năm 1988, ở Mỹ đã ban hành một điều luật cấm sản xuất đồ chơi có tặng súng cho trẻ em vào thời điểm đó. Vậy nên, qua tới series hoạt hình Transformers G2 ra mắt năm 1993, thì Megatron đã được thay đổi chế độ biến hình của mình sang dạng xe tăng với một lời giải thích là trong những tập truyện giao thoa với thương hiệu GE Joe thì Megatron đã được tổ chức khủng bố Cobra nâng cấp cho một cơ thể mới. Tiến tới những năm 2000 thì cứ lần nào Megatron được đưa lại màn ảnh thì y rằng lần đó ông ta sẽ có cho mình một chế độ biến hình mới, ví dụ như là một chiếc máy bay phản lực hay là xe tăng hoặc xe tải, vân vân. Phần chế độ biến hình có thể thay đổi liên tục, thế nhưng do sợ nhân vật của mình bị loãng và không ai nhận ra thì các nhà sản xuất khác nhau của thương hiệu Transformer đã cố gắng không thay đổi chế độ robot của Megatron và đang thống nhất về chung một kiểu giống như phiên bản G1 để trở nên đồng nhất. Sau phiên bản Transformer G2 thì ở phía sau của video sẽ là từng phiên bản được cho là có tạo hình khác biệt nhất của Megatron khi so sánh với phiên bản gốc, với cái tên đầu tiên nằm ở series Robot in Disguise năm 2002. Megatron của phiên bản này có tạo hình được xuất hiện giống như một Triple Changer, vì hắn ta có thể biến hình thành dạng chiến binh, dạng rồng hai đầu và cuối cùng là một dạng phi cơ phản lực. Tiếp đến là trong trilogy Unicron, dường như Megatron này đã được nhà sản xuất ưu ái mà cho hắn ta được biến hình liên tục qua từng phần phim, với thứ tự là một chiếc xe tăng trong phần Transformer Armada, một chiếc máy bay phản lực trong Transformer Energon và cuối cùng là một chiếc xe đua trong Transformer Cybertron. Ở trilogy này, ngoài việc được thay đổi tạo hình liên tục thì cứ mỗi lần chết đi sống lại, Megatron lại làm cho người xem phải xoắn hết cả não, vì khi được hồi sinh, Megatron sẽ tự gọi mình là Galvatron, và ngược lại, Galvatron khi được hồi sinh thì hắn ta sẽ tự gọi mình là Megatron. Ở những phần phim live action của đạo diễn Michael Bay được trải dài từ năm 2007 đến năm 2017, ta được kể về một Megatron quái dị là kẻ mà trước khi chiến tranh nổ ra ở Cybertron đã từng là một người bạn tốt của Optimus Prime. Megatron của Bayverse được cho là phiên bản phản diện được thay áo còn nhiều hơn cả nhân vật chính, vì cứ mỗi lần xuất hiện, nếu không có thay đổi ở chế độ biến hình thì tạo hình robot của hắn cũng sẽ luôn là thứ để người ta bàn tán tới. Ở 4 phần phim đầu, Megatron được lồng tiếng bởi nam diễn viên Hugo Weaving, là người nổi tiếng với vai đầu lâu đỏ trong phim Captain America The First Avenger của MCU. Thế nhưng sang đến phần cuối cùng của Bayverse là Transformers The Last Knight năm 2017, sau khi có một tạo hình mới thì phần lồng tiếng của Megatron này đã được quay trở lại với nam diễn viên Frank Welker, là người đã lồng tiếng trong phiên bản Megatron đầu tiên giống như Optimus của Peter Cullen. Trước khi trở lại vào năm 2017 để lồng tiếng cho vai Megatron thì nam diễn viên lồng tiếng Frank Welker đã được mời hóa thân vào nhân vật này trước đó trong series Transformers Prime ra mắt năm 2010, với một câu chuyện là sinh ra đã không có tên, Megatron này đã tự đặt tên mình dựa theo tên của một vị thần sa ngã trong nhóm gì thất tin, đó là Megatronus, được sinh ra trong một xã hội thối nát của các Autobot, là nơi đã kìm hãm quyền tự do của người dân Cybertronian. Quá cay nghiệt với tình cảnh hiện tại thì Megatron đã thề sẽ phá hủy hết chế độ thối nát này để tất cả người dân Cybertronian được có quyền bình đẳng thông qua chế độ chuyên chế mới. Và để truyền bá thông điệp của mình thì Megatron đã tự nguyện trở thành một đấu sĩ, rồi sau đó tham gia vào các trận chiến ở thế giới ngầm. Trong khoảng thời gian này, Megatron đã tập hợp được một đội quân nhỏ và đặt tên cho nó là Decepticon, với ý nghĩa là những kẻ lừa dối, nhằm mục đích là vả thẳng vào bộ máy chính quyền áp bức của các Autobots. Phong trào chính nghĩa của Megatron đã giành được sự thu hút từ một cậu nhân viên thu thập dữ liệu tên là Orion Park, và thế là cả hai đã cùng nhau đứng lên để chống lại bộ máy áp bức trong chế độ cũ. Trong khi Megatron luôn muốn dùng bạo lực để lật đổ chính quyền cũ và lên nắm quyền để tạo dựng chính quyền mới, thì Orion lại tin rằng mọi chuyện đều có thể được giải quyết thông qua việc cải tổ lại bộ máy chính quyền, chứ không nhất thiết phải dùng đến vũ lực như Megatron. Mặc dù trái ngược nhau về mặt tư tưởng, thế nhưng Orion và Megatron đã bỏ qua mọi hiềm khích để trở thành những người bạn tốt của nhau trong khoảng thời gian đó. Thế nhưng khi cả hai trình bày sự việc của họ tới hội đồng tối cao của hành tinh Cybertron trong một cuộc họp, thì những thành viên của hội đồng tối cao đã bị thuyết phục trước những lời tuyên truyền hòa bình của Orion, và rồi sau đó họ còn bổ nhiệm cho anh ấy lên làm một RAM mới để tiếp tục dẫn dắt hành tinh Cybertron bằng hòa bình như những gì anh ấy đã đề ra. Thay vì vui vẻ chấp nhận,
thì Megatron đã trở nên rất tức giận vì anh ấy cho rằng Orion đã phản bội lại lý tưởng ban đầu của bọn họ. Vậy nên, Megatron cùng với các Decepticon đã đứng dậy để tuyên chiến với phe Autobot nhằm mục đích lấy lại phần quyền lực mà anh ấy nghĩ rằng Orion đã cướp nó khỏi mình. Mặc dù chi tiết các câu chuyện về sau có thể khác nhau, thế nhưng từ series Transformers Prime thì những tác phẩm ra theo sau đó cũng đã áp dụng câu chuyện về nguồn gốc của Optimus và Megatron là dường như tương tự với phiên bản của bọn họ ở Transformers Prime. Bằng chứng là việc nhiều câu chuyện sau này, các nhà sản xuất đã biến Megatron trở thành một đấu sĩ, sau đó trở thành bạn thân của Optimus, rồi cuối cùng bọn họ đã trở nên bất hòa với nhau, dẫn đến cuộc nội chiến của các Autobot và Decepticon sau này. Chẳng kể đâu xa, thì Megatron của IDW ban đầu cũng được xây dựng một câu chuyện tương tự giống như các phiên bản trước. Thế nhưng vào năm 2014, thì IDW đã đưa ra một quyết định gây sốc nhất cho các fan từ trước đến nay, đó là biến Megatron trở thành một Autobot khi về già. Vì khi đó, Megatron đã nhận ra hậu quả của chiến tranh thông qua những gì nó để lại là quá khủng khiếp. Thế nên ông ấy đã vứt đi hết những gì đã làm trong quá khứ khi còn là một Decepticon để đi tìm sự cứu rỗi cho cuộc đời đầy những sai lầm của mình bằng việc cải tà quy chính, rồi sau đó trở thành một thuyền viên của tàu Lost Light để cùng với các Autobot đi khám phá vũ trụ. Dù tương lai thương hiệu Transformer có thay đổi thế nào đi chăng nữa, thì có một điều mà ta cũng phải khẳng định rằng, giống như Optimus, thì Megatron đã trở thành một phần không thể thiếu trong các vũ trụ khác nhau của thế giới Transformer. Bạn thấy ấn tượng với Megatron ở những điểm nào? Thì hãy comment xuống phía bên dưới để cho anh em cùng bàn luận nhé. Còn bây giờ, Marvelcon tạm biệt.